Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 14,57 triệu tấn, khai thác khí đạt 5,65 tỷ mét khối, sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 10,74 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 826,5 ngàn tấn, xăng dầu đạt 3,38 triệu tấn, tổng doanh thu đạt 215,6 ngàn tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, trong thời gian tới, PVN cần phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, giải quyết các khó khăn để vượt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác đầu tư và quản lý đầu tư, thực hiện chống lãng phí, đảm bảo chính sách cho người lao động trong thời điểm khó khăn hiện nay.